Vâng, xin kính chào toàn thể quý bạn và các vị đã đến với tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Không phải ra ngoài đi chơi nữa, là anh chỉ việc ở nhà xem đôi đá không? Mấy anh em nhớ nhé. Câu bộ cởi trần của đùi Servin và một câu bộ không cởi trần nhưng vẫn mặc quần đùi hoặc quần dài Servin. Cả chết đi bộ, tốt bộ ra, bộ ơi, con tốt bộ rồi. Vâng, xin kính chào quý bạn và các vị. Vòng loại U23 châu Á diễn ra vỏn vẹn có gần một tuần và nó đã khép lại rồi, nhưng dư âm của nó để lại có lẽ là mãi đến tận sau này. Chúng ta, U23 Việt Nam chỉ có 3 trận đấu nhưng có cả tỷ chủ đề để mang ra mổ xẻ, luận bàn và phân tích. Ngày hôm nay hãy cùng Tuyền Văn Hóa và Tattoo TV đến với một gương mặt không quá nổi bật giống như những người đồng đội của mình nhưng lại góp công không hề nhỏ vào chiến tích 3 trận toàn thắng, giữ sạch mảnh lưới tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 ngay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hãy cùng chúng tôi nhớ lại phút thứ 60 khi thủ môn Bùi Tiến Dũng chuyền bóng thẳng vào chân của Marinus Wainwright của U23 Indonesia. Tất cả đều nghĩ rằng kết cục là mảnh lưới của U23 Việt Nam sẽ rung lên sau sai lầm của thủ môn quốc dân. Thế nhưng từ đằng sau, một cái bóng áo trắng vọt lên khóa chặt góc sút của Marius. Nhờ đó, cầu thủ có khuôn mặt già như trái cà của Indonesia không thể tung ra cú sút như ý để Tiến Dũng cản phá. Trên sân, Tiến Dũng thở phào, ngoài đường biên thì huấn luyện viên Park Hang-seo chắc cũng sợ toát mồ hôi. Họ biết mình phải dành những lời cảm ơn chân thành nhất tới Huỳnh Tấn Sinh, người có phản xạ cực kỳ kịp thời để sửa sai cho đồng đội. Pha lui về thần tốc đó chỉ là một trong số rất nhiều tình huống mà Tấn Sinh chơi tốt ở trận đấu với Indonesia. Indonesia không hề yếu đuối như cái cách mà họ thể hiện trước Thái Lan trong trận đấu đầu tiên. Lối chơi tốc độ mà đội bóng này áp dụng đã gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam và sự xuất sắc của Tấn Sinh đã đóng góp không nhỏ vào chiến thắng vất vả trước đối thủ từng nhiều lần gieo hận của chúng ta trong quá khứ. Trong trận đấu với các cầu thủ U23 Thái Lan, khi Đình Trọng trở lại trong sơ đồ xuất phát quen thuộc của U23 Việt Nam thì Huỳnh Tấn Sinh vẫn được tin tưởng một suất đá chính. Đó chắc chắn không phải sự may mắn hay trùng hợp, mà chính huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhìn ra khả năng của hậu vệ đến từ mảnh đất rượu Hồng Đào, Quảng Nôm. Và anh đã không khiến ông thầy của mình thất vọng. Sau trận đấu, người ta nhắc nhiều về Đình Trọng, nén đau thi đấu và làm tốt công việc thủ lĩnh, chỉ đạo hàng thủ U23 Việt Nam. Nhưng những gì mà Huỳnh Tuấn Sinh thể hiện cũng là cực kỳ tuyệt vời. Cụ thể, trong trận đấu gặp Thái Lan, Tấn Sinh đã hơn 10 lần ngăn chặn Suvachok, ngăn chặn Supachai, đè luôn hậu vệ cánh trái của Thái. Và còn nhiều hơn số lần mà Đình Trọng đã làm để trở thành đội bóng duy nhất không bị thủng lưới bàn thắng nào tại vòng loại U23 châu Á thì không thể không nhắc tới cánh chim lạ mang tên Huỳnh Tuấn Sinh nơi hàng phòng ngự. Thực ra Huỳnh Tuấn Sinh không phải gương mặt xa lạ gì với huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngay từ giai đoạn ASEAN 2018, chiến lược gia người Hàn Quốc đã triệu tập hậu vệ đang chơi bóng tại QNK Quảng Nam vào danh sách sơ bộ, sở hữu thể hình và thể lực thuộc loại tốt nhất Olympic Việt Nam lúc ấy. Nhiều người thậm chí còn kỳ vọng Sinh sẽ chiếm một suất trong bộ ba trung vệ nổi tiếng bao gồm Đình Trọng, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, thầy Park đánh giá thời điểm ấy kinh nghiệm của hậu vệ sinh năm 1998 vẫn còn quá non so với các đàn anh đã cùng nhau tung hoành ở Thường Châu, Trung Quốc. Với sự cẩn thận vốn có, nhà cầm quân 62 tuổi đang ngậm ngùi loại bỏ Tấn Sinh. Dù các chỉ số về sức bền và sức mạnh anh đều vô đối, nhưng trong mắt ông, hẳn Tấn Sinh đã ghi được dấu ấn rất lớn. Cũng vì lẽ đó, trong bối cảnh Tiến Dũng và Duy Mạnh quá tuổi U23, chàng trai phải ngồi nhà xem ASEAN qua TV cách đây 6 tháng được điền tên vào đội hình chính ngay lập tức. Trong cách xây dựng bộ ba trung vệ của huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có một người được phân công nhiệm vụ dâng cao đánh chặn từ xa trước khi bóng được đối thủ dẫn sâu xuống. Người thành công nhất chắc chắn là Đình Trọng. Sau khi hậu vệ này chấn thương, không thể thi đấu thì Quế Ngọc Hải là cái tên tiếp theo được thầy Park tin tưởng giao phó. Và bây giờ ở lứa U23 thế hệ mới, huấn luyện viên trưởng của chúng ta đã trao cho Tấn Sinh trọng trách ấy. Đánh chặn từ xa chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với bất cứ hậu vệ nào. Nó không chỉ đòi hỏi đầu óc phán đoán mà quan trọng nhất, người chơi ở vai trò này phải cực kỳ dũng cảm. Chỉ cần một sai lầm, hàng thủ bên dưới sẽ mong manh hơn bao giờ hết. May mắn cho thầy Park và cả đội U23 Việt Nam, Huỳnh Tấn Sinh đã hoàn thành quá tuyệt vời, trọng trách nặng nề ở trên vai. Bất cứ điểm nóng nào hậu vệ này đều xuất hiện rất kịp thời để hóa giải nguy cơ. Cũng vì lối chơi quá máu lửa của mình mà chàng trai trưởng thành từ lò đào tạo của Quảng Nam không ít lần làm các cổ động viên phải giật mình thon thót khi anh lăn lộn trên sân sau các pha vào bóng của các cầu thủ ác ý đến từ Indonesia và Thái Lan. Thậm chí máy quay còn thu được cả hình ảnh nguyên cái đầu gối của gã đồ tể số 20 bên phía Indo đã đè lên bụng của Tấn Sinh. Nhưng bằng bản lĩnh của một chiến binh, anh lại nhanh chóng đứng dậy để cùng các đồng đội siết chặt hàng phòng ngự, giữ vững mảnh lưới cho thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Ngoài khả năng đọc tình huống nhanh nhạy, Tấn Sinh còn sở hữu thứ vũ khí khiến ngay cả Đình Trọng lẫn Hải Quế cũng phải thèm khát, đó là chiều cao. Trong trận đấu với Indonesia, tất cả các pha bóng bổng của đối thủ đều kết thúc trong vô vọng. Đơn giản vì ngoài Văn Hậu cao 1m85, Tấn Sinh cũng cao đến 1m84. Bộ đôi cao kiều này đã thầu mọi đường câu bổng vào khung thành và trở thành chỗ dựa an tâm cho Tiến Dũng khi thủ môn này sở hữu chiều cao không quá tốt. Có trong mình mọi yếu tố cần có của một trung vệ hoàn hảo, Huỳnh Tấn Sinh đang khiến huấn luyện viên Park Hang-seo đỡ đau hầu hơn rất nhiều. Trong trận đấu với Indo, mặc dù ông không nói ra nhưng nhà cầm quân này chắc chắn phải thừa nhận cầu thủ của Quảng Nam là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong cả bức tranh nhạt nhòa của U23 Việt Nam. Sự xuất sắc của Tấn Sinh sẽ khiến việc lựa chọn người chơi bên cạnh Văn Hậu, Đình Trọng hay Thành Trung ở trung tâm hàng phòng ngự dễ dàng hơn rất nhiều. Chơi hay như thế, nhưng ít ai biết rằng hậu vệ này mới chỉ 21 tuổi và đang chú tâm vào trái bóng tròn được khoảng 6 năm nay. Sinh ra trong một gia đình trí thức, toàn làm công nhân viên chức, giáo viên nên ban đầu có nằm mơ cũng không nghĩ cậu bé Tấn Sinh trắng trẻo, có vóc dáng thư sinh sẽ theo cái nghiệp quần đùi áo số. Hồi đó tôi không nghĩ đi đá bóng vì không có nhiều năng khiếu, chỉ có được thể hình. Về sở thích, tôi thích bóng chuyền nhiều hơn bóng đá. Sinh tâm sự thật lòng. Tấn Sinh không mặn mà với bóng đá và gia đình cũng không đồng ý cho anh theo sự nghiệp quần đùi áo số. Thế nhưng nhận thấy những tố chất đặc biệt ở cậu học trò có vóc dáng khá đậm này, huấn luyện viên Nguyễn Văn Bé của U15 Quảng Nôm nhiều lần đánh xe máy gần cả 100 cây số từ Tam Kỳ về đến Duy Xuyên, Quảng Nam để thuyết phục gia đình cũng như bản thân cậu bé học lớp 8 vẫn còn ngơ ngác trước sự lựa chọn định mệnh của cuộc đời. Cũng may cho bóng đá Việt Nam và cũng như huấn luyện viên Park Hang-seo, nếu như khi ấy Tấn Sinh quyết tâm chọn làm thầy giáo thay vì đá bóng, thì có lẽ giờ này U23 Việt Nam đã mất đi một mắt xích đầy yên tâm nơi hàng phòng ngự rồi. Để nhận xét về trung vệ Huỳnh Tấn Sinh của U23 Việt Nam, những trung vệ và những cầu thủ khét tiếng nhất thế giới trong góc chém gió và góc giải trí cũng đã lên tiếng. Trước đấy tôi chỉ tưởng tượng rằng là lứa trẻ Việt Nam chỉ có Đình Trọng đá hậu vệ là yên tâm, đá trung vệ, chính xác là trung vệ là yên tâm, nhưng bây giờ chúng tôi đã tìm ra một người cũng rất yên tâm so với Đình Trọng, đó là Huỳnh Tuấn Sinh, 21 tuổi, thực sự là chúng tôi rất muốn và tôi muốn đá cặp với cậu ấy ở Real, ở trong cái Galacticos mới của huấn luyện viên Zidane xây. Thực sự tôi rất muốn. Bản thân tôi bây giờ thì thằng Varane nó cũng đang muốn nhảy đi rồi, mà còn chả có ai có thể phù hợp nữa, nên tốt nhất nếu như không mang được Đình Trọng thì hãy mang Huỳnh Tuấn Sinh về đây. Tôi nghĩ rằng là mang sớm thì chúng ta sẽ có được giá rẻ, chứ để 1-2 năm nữa thì Huỳnh Tuấn Sinh có khi là bom tấn. Tôi nghĩ huấn luyện viên Zidane nên nhanh chóng cất nhắc và mang Huỳnh Tuấn Sinh về với cả cao thủ Ryan. Chúng tôi tin rằng với sự góp mặt của cầu thủ trẻ này thì hàng phòng ngự chúng tôi sẽ yên tâm hơn nhiều, và để tiếp tục tạo ra xô đổ cái thành tích 3 lần vô địch C1 chắc chắn như vậy. Và tôi hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có được cơ hội ngồi ăn lẩu, ngồi ở trong phòng thay đồ tập luyện và đá cặp cùng Huỳnh Tuấn Sinh. Đây là một hậu vệ trẻ đầy tài năng. Anh ta có một chiều cao rất tốt và chiều cao này sẽ giúp rất nhiều dành cho bóng đá Việt Nam nói chung, và cái chiều cao của cậu ta 1m84 cũng hoàn toàn có thể thi đấu ở châu Âu. Cái điều của Huỳnh Tuấn Sinh là có lẽ là sinh ra ở mảnh đất Hồng Đào và sinh ra trong một gia đình giáo viên nên là dáng vẻ của anh hơi thư sinh. Chỉ cần một năm tới Huỳnh Tuấn Sinh luyện tập gym thật là nhiều để cơ thể như Ronaldo thì đến 22 tuổi tôi nghĩ rằng việc Huỳnh Tuấn Sinh ra châu Âu thi đấu là điều hết sức bình thường. Và cầu thủ này thi đấu thông minh chứ không phải là một cầu thủ thi đấu dựa vào sức quá nhiều. Và mẫu cầu thủ và đá hàng phòng ngự mà thi đấu đầu óc, chỉ số IQ cao ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là rất hợp lý ở châu Âu. Và đó là cái xu hướng của bóng đá hiện đại là sử dụng neuron thần kinh và IQ của mình để đá phòng ngự. Thì cái này vừa nhàn cho phòng ngự mà lại vừa thể hiện được đẳng cấp và tránh được những tình huống vào bóng nó không cần thiết. Mặc dù Huỳnh Tuấn Sinh cũng sẵn sàng vào bóng những tình huống máu lửa. Tôi tin rằng Huỳnh Tuấn Sinh trong tương lai sẽ là một trung vệ đẳng cấp, và đúng là chỉ có huấn luyện viên Park Hang-seo mới phát kiến được ra anh thôi. Thực ra là anh cũng đã góp mặt ở U20 Việt Nam đá World Cup rồi, nhưng sau đó cũng đã bị bẵng đi một thời gian. Và bây giờ thì huấn luyện viên Park Hang-seo một lần nữa đã khai quật được anh, và anh có thể nói là một cánh chim lạ cực kỳ tuyệt vời. Đây là một cầu thủ mà tiền đạo của Indo chơi bẩn vãi cả trưởng ra mà cũng không thể thắng được anh. Còn Thái Lan cũng chơi tiểu xảo, cũng vã, cũng vỗ, cũng huých, cũng bẻ cùi trỏ các kiểu, nhưng mà không huých được Tấn Sinh. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ Thái Lan bây giờ vẫn đặt ra dấu chấm hỏi Huỳnh Tuấn Sinh là ai trong Marvel, là ai trong siêu anh hùng lại có mình đồng ra sắt đấy như thế. Nhưng thực ra Huỳnh Tuấn Sinh là một cầu thủ rất bình thường, rất hiền lành và thậm chí có phần thư sinh. Nhưng mà khi ở trên sân thì anh cứ giống như một siêu anh hùng vậy. Và anh chạm bóng vào nào thì đội bạn sợ vào đấy. Và tôi nghĩ rằng là Thái League bây giờ cũng đang nhăm nhe mua, nhưng mà chúng tôi không muốn. Chúng tôi nghĩ rằng là Tấn Sinh nên ra châu Âu thi đấu, đừng đá mấy cái giải ao làng, Thái League vớ vẩn. Anh ta hoàn toàn xứng đáng, và chúng tôi cũng mong muốn rằng là Huỳnh Tuấn Sinh sẽ thể hiện được nhiều hơn trong thời gian tới, không chỉ ở trong vai trò là U23
và cố gắng tập gym thật nhiều nhé, ăn nhiều protein, thịt bò, thịt biếc các thứ, không sợ sán sủi gì đâu. Đấy, ăn thoải mái đi và sắp tới sẽ lên làm trụ cột của đội tuyển quốc gia thì phải nói tuyệt vời. Bây giờ nhiệm vụ của Park Hang-seo không phải là chọn ai, không phải là đau đầu vì không có nhân tố hay, mà bây giờ là chọn ai giữa những nhân tố cực kỳ hay. Đấy, thế là mới hay.